Salon ô tô Luxury Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị, quý anh chị. Tại đây chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, đều có cam kết bảo hành xe hoàn toàn không tai nạn, không ngập nước. Địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Quý vị có thể gọi vào số 0828 066 166 với số 0978 607 555. Nếu quý vị nào lần đầu xem cái video này thì vui lòng kích vào ô đăng ký và rung quả chuông bên cạnh. Và quay vào chủ đề chính của ngày hôm nay, bên salon em lại vừa cập nhật thêm một mẫu sản phẩm nữa mới về. Và đây là chiếc Ford Focus bản sedan động cơ 1.6 số tự động. Hiện tại chiếc xe này em đang chào bán ra với mức giá là 390 triệu. Một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C, cạnh tranh cùng với Kia Cerato, Hyundai Elantra, Mazda 3 và Honda Civic. Dòng xe Ford thì đi khá là đầm chắc, cảm giác tay lái rất là thật. Chiếc xe này hỗ trợ vay vốn ngân hàng được 60% giá trị xe. Ngoại thất chiếc xe này màu bạc và nội thất bên trong là màu kem. Xe được trang bị vô lăng tích hợp, có lắp thêm màn hình tích hợp cam hành trình. Vỏ lốp còn rất là dày. Hiện tại chiếc xe này đang mang biển số Nghệ An. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nó vào khoảng tầm 6 lít rưỡi cho đến 7 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Đi được hơn 7 vạn km. Sau khi kết thúc cái video này, nếu quý vị quý anh chị có nhu cầu muốn mua chiếc xe, vui lòng liên hệ ngay cho salon theo số 0828 066 166 và số 0978 607 555. Chiếc xe này em đang chào bán mức giá chỉ có 390 triệu thôi, đời 2014. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video lần sau.